Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình kỳ này sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nằm trong chương trình Tháng 3 biên giới và Tuổi trẻ Đà Nẵng hướng về biên giới hải đảo, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình hướng về biên giới hải đảo năm 2021 tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, thời gian qua, Đồn Biên phòng Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã luôn sát cánh kịp thời hỗ trợ giúp ngư dân. Những người lính quân hàm xanh nơi đây đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hãy làm sạch biển vì một Việt Nam xanh là phong trào có ý nghĩa thiết thực với môi trường được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Tại Đà Nẵng mới đây, hàng trăm bạn trẻ đã tình nguyện dọn rác làm sạch biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam. Theo đó, Việt Nam có thêm 8 bến cảng mới và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có số bến cảng được tăng nhiều nhất. Danh mục bến cảng của Bộ Giao thông Vận tải còn cho thấy một số khu vực cảng biển có số bến cảng lớn gồm Hải Phòng có 50 bến, Vũng Tàu có 46 bến và Thành phố Hồ Chí Minh có 42 bến. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, với hệ thống bến cảng trải dài từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đã và đang phát huy tốt vai trò đầu mối thông thương hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Trung bình mỗi năm, cảng biển Việt Nam đón khoảng 120.000 lượt tàu biển với mức tăng trưởng tổng thể của hàng hóa đạt gần 16% một năm. Thưa quý vị, nằm trong chương trình Tháng 3 biên giới và Tuổi trẻ Đà Nẵng hướng về biên giới hải đảo, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình hướng về biên giới hải đảo năm 2021 tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Từ đầu giờ chiều, người dân ba xã thuộc huyện đảo Lý Sơn đã đến trung tâm y tế huyện để được các tình nguyện viên Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng thăm khám. Hầu hết họ là những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa có dịp vào đất liền kiểm tra sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Kiện, người dân xã An Vĩnh đã 82 tuổi, mắc bệnh đau xương khớp, dự định vào bệnh viện tỉnh điều trị. Nhưng nghe tin đoàn bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng đến khám và phát thuốc miễn phí, ông cùng người dân quanh vùng có mặt rất sớm để chờ thăm khám. Đợt này ra thấy coi như vậy là tận tình giúp đỡ cho bà con hộ nghèo và cận nghèo được cho thuốc miễn phí. Tôi yêu cầu nhà nước quan tâm năm này, xong năm nọ có đoàn ra giúp bà con túi già, tụi tôi chân thành biết ơn. Không chỉ đến thăm khám và phát thuốc miễn phí cho người dân, đoàn công tác tình nguyện còn phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và tặng dụng cụ học tập cho học sinh trên huyện đảo. Đặc biệt, đoàn đã tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho các tàu ngư dân đang đánh bắt xa bờ. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc thuyền không chỉ động viên tinh thần cho ngư dân vươn khơi bám biển mà là cột mốc di động nhằm khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ngư dân chúng tôi hiện ngày nay ra khơi không thể cắm cột mốc trên biển, nhưng ngược lại những con tàu của ngư dân chúng tôi đang ngày đêm bám biển trên hai ngư trường truyền thống thì các anh trao tặng mà hết sức là ý nghĩa, rất là tâm đắc, và đây là một động lực giúp cho người dân chúng tôi an tâm kiên trì bám biển hữu hiệu nhất. Tối nay, đoàn tổ chức cho các thành viên giao lưu văn nghệ với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện, gặp gỡ nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện về huyện đảo Hoàng Sa Việt Nam. Với mục đích là sẽ tổ chức một cái đoàn để khám và chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con huyện đảo Lý Sơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thăm và trao đổi, giao lưu với các chiến sĩ bộ đội biên phòng tại huyện đảo Lý Sơn. Qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn đoàn viên thanh niên trên thành phố sẽ hiểu rõ và nhận thức rõ hơn nữa về cái chủ quyền biên giới hải đảo của quê hương đất nước. Và chúng tôi cũng mong muốn các bạn sẽ là những tuyên truyền viên để làm sao đó để tuyên truyền và giáo dục cho các lớp thanh thiếu niên nhi đồng để cho các em hiểu được hơn nữa về cái tình yêu quê hương đất nước cũng như là chủ quyền biên giới hải đảo. Trước đó cũng nằm trong chương trình hướng về biên giới hải đảo, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức mô hình hỗ trợ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Giang phát triển kinh tế, tặng kinh phí sửa chữa nhà cho một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền biển đảo trên địa bàn thành phố luôn được Hội Phụ nữ Đà Nẵng quan tâm, triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng phong phú thông qua các buổi học ngoại khóa tại các trường học. Qua đó, nâng cao nhận thức cho các em nhỏ về tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy ý chí, lòng tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại trường tiểu học Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiết học ngoại khóa Em yêu biển đảo quê hương do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc phối hợp với đoàn thanh niên phường đã thu hút được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của cả thầy lẫn trò nhà trường trong không khí sôi nổi hào hứng. Tại tiết học, các bé được tham gia các trò chơi kiến thức như lồng ghép tích hợp nội dung biển đảo vào nội dung các môn học, lịch sử, giáo dục công dân, tổ chức cuộc thi hỏi đáp về kiến thức biển đảo. Những tiết học vừa chơi như thế này phần nào đã giúp cho các em học sinh thêm năng lượng để bắt đầu một tuần học tập. Chính vì vậy, những bài học trên lớp cũng trở nên gần gũi hơn, thân thương hơn, nhất là với các môn học có liên quan đến biển đảo. Con thấy nhà trường và các cô phụ nữ hay tổ chức các buổi ngoại khóa như này, con thấy rất là ý nghĩa. Con mong thời gian tới nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều cái buổi ngoại khóa này nữa. Giáo dục truyền thống tình yêu biển đảo bằng nhiều hình thức khác nhau đã khơi gợi được tình yêu quê hương đất nước qua từng trang sách, giúp các em nâng cao ý thức chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc, để các em thêm yêu, thêm quý vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Hội cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các buổi tuyên truyền cho các em học sinh tại trường, như tuyên truyền về biển đảo. Thưa quý vị, hơn 23 giờ ngày 11 tháng 4, tàu SAS-274 đã đưa nạn nhân bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn và chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu DNA-91053TS do ông Mai Đăng Dũng làm thuyền trưởng, có hộ khẩu thường trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, khi đang hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý, thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động. Ông Mai Đăng Dũng sinh năm 1970 bị dây tời đánh vào vùng mặt, mất nhiều máu, vết thương sâu. Tàu DNA-91053TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp. Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu DNA-91053TS. Ekip bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn sang tàu DNA-91053TS để thực hiện ca cấp cứu tại chỗ và tổ chức đưa nạn nhân vào đất liền tiếp tục điều trị. Tiếp đó, chiều ngày 13 tháng 4, các nhân viên ứng cứu khẩn cấp tàu SAS-412 đã tổ chức cứu nạn thành công thuyền viên trên tàu QNA-91180TS bị nạn trên biển. Trước đó, thuyền viên Trần Thanh Điệp sinh năm 1977, thường trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trên tàu cá QNA-91180TS khi đang hành nghề tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bombay khoảng 95 hải lý về phía đông, thì bất ngờ mắc phải các triệu chứng nôn ra máu, sức khỏe suy yếu nhanh chóng và bất tỉnh ngay sau đó. Nhận được thông tin, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng đã điều động tàu SAS-412 chở theo y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp cận hiện trường, xử lý ban đầu và chuyển bệnh nhân vào đất liền khẩn cấp. Được biết, trong 3 ngày, từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng đã ứng phó xử lý thành công 3 vụ việc, cứu hỗ trợ kịp thời 8 thuyền viên, trong đó có 2 thuyền viên bị thương nặng, nguy kịch đến tính mạng, 6 thuyền viên gặp nguy hiểm trong sự cố tàu chìm trên vùng biển phía Nam. Thưa quý vị, không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, thời gian qua, đồn biên phòng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã luôn sát cánh, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, những người lính quân hàm xanh nơi đây đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có mặt tại trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Mân Quang thuộc đồn biên phòng Sơn Trà vào đầu giờ sáng, chúng tôi mới thấy được cường độ làm việc vất vả của những chiến sĩ nơi đây khi mà mỗi ngày có hàng chục phương tiện ra vào trạm chờ làm các thủ tục xuất nhập. Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ chiến sĩ tại đây luôn cố gắng giải quyết nhanh chóng các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ngư dân. Khi tàu vào bến thì để giải quyết cho cá để sớm thì chúng tôi đã kiểm tra cái sổ hành trình. Sổ hành trình thì khi chúng tôi đã cái đầu ra xuất đã kiểm tra chặt chẽ rồi thì khi đầu vào thì cũng tạo điều kiện cho bà con để vào để bán cá cho kịp cái giờ ở chợ đầu mối.
không chỉ giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho ngư dân, mỗi khi tàu cập bến, các cán bộ chiến sĩ còn tranh thủ xuống tận các tàu, kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển đảo. Cũng thường xuyên xuống gặp gỡ trao đổi và tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân, đặc biệt là nghị định 42 của chính phủ. Qua đó thì cùng nắm tâm tư nguyện vọng của bà con ngư dân, cũng như là nắm tình hình bà con làm ăn trên biển có sự cố hoặc là phát hiện tàu thuyền nước ngoài thì sẽ báo trực tiếp cho lực lượng bộ đội biên phòng. Bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa của những người lính mang quân hàm xanh nơi đây mà các ngư dân đã tin tưởng vững tâm hơn trong mỗi chuyến biển vươn khơi. Đi làm biển là rất chi là phấn khởi, gì bộ đội biên phòng này, có cảnh sát biển này, nói chung là hỗ trợ cho bà con rất nhiều. Có những cái gì vất mét là mình điện là có ngay. Những cái gì mà mình gặp sự cố trên biển là kịp thời ứng cứu liền. Không chỉ hỗ trợ bà con trên biển mà ngay cả trong đất liền, các chiến sĩ đồn biên phòng Sơn Trà vẫn hết mình trong công việc. Bởi những việc làm của các chiến sĩ không chỉ là điểm tựa vững chắc để người dân yên tâm vươn khơi bám biển, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Hãy làm sạch biển vì một Việt Nam xanh là phong trào có ý nghĩa thiết thực với môi trường được hàng nghìn bạn trẻ hưởng ứng. Trải qua 3 năm hoạt động, chiến dịch đã lan rộng đến 28 tỉnh thành ven biển và các hòn đảo lớn tại Việt Nam. Tại thành phố Đà Nẵng, nơi có bãi biển trải dài là điểm thu hút du khách trong mùa du lịch sắp tới. Mới đây, hàng trăm bạn trẻ đã tình nguyện ra quân dọn rác làm sạch bãi biển. Khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp hơn hẳn. Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ cùng 150 bạn học sinh, sinh viên, các trường đại học đồng loạt ra quân thu dọn tất cả các loại rác thải ven bờ. Nhận thấy đây là hoạt động thiết thực nên ngoài nhiệm vụ túc trực sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ công an còn tích cực hưởng ứng phong trào. Để hưởng ứng cái chương trình làm sạch bãi biển vì một Việt Nam xanh thì sáng nay Trung đoàn 28 cử cán bộ chiến sĩ ra quân để làm một số hành động nhỏ góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở khu vực bãi biển phường Thọ Quang. Làm sạch môi trường cũng nhằm mục đích để cho cuộc sống của nhân dân làm cho không khí trong sạch hơn, làm cho môi trường sống của đất nước chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thực tế cho thấy số lượng rác thải như chai nhựa, túi ni lông hay ngư lưới cụ đã qua sử dụng của ngư dân vứt bừa bãi, trôi dạt vào bờ khá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh vật biển. Sau gần 3 giờ đồng hồ, hàng trăm bao rác như thế này được các bạn tình nguyện viên phân loại và đưa về các điểm tập kết để xử lý. Thông qua chiến dịch này, chúng em muốn là làm sạch xung quanh biển để thành phố mình sạch hơn, đẹp hơn. Em cảm thấy là góp ích được cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung về cái tình trạng giảm thiểu rác thải nhựa. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2020, Việt Nam có khối lượng rác thải nhựa xả ra biển dao động trong khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn một năm và đứng thứ tư trên 20 quốc gia có tỷ lệ rác thải nhựa xả ra biển cao nhất. Vậy nên, để bảo vệ chính cuộc sống và nguồn lợi kinh tế biển mang lại, mỗi người trong chúng ta cần phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường xung quanh và góp phần lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những kiến thức về biển đảo trong mục Hỏi đáp kiến thức pháp luật. Câu hỏi: vai trò và ý nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trả lời: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là một công ước tiến bộ thể hiện sự thỏa hiệp mang tính toàn cầu, có tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới. Công ước không chấp nhận bảo lưu mà đòi hỏi phải tham gia cả gói theo nguyên tắc nhất trí. Nếu phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, các quốc gia phải có trách nhiệm ràng buộc và thực hiện toàn bộ các điều khoản của công ước. Công ước được coi là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất trong lĩnh vực luật pháp quốc tế của thế kỷ 20 và công ước đã tạo ra một trật tự pháp lý mới trên biển, tương đối công bằng và được thừa nhận rộng rãi. Câu hỏi: theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có những vùng biển nào? Trả lời: Việt Nam là một quốc gia ven biển với hơn 3.260 km đường bờ biển. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có các vùng biển là nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
phạm vi và chế độ pháp lý của các vùng biển và thêm lục địa Việt Nam được quy định chi tiết trong luật biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.